Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Google Site. Đây là một website của Google cho phép chúng ta tạo một cái website cá nhân hoặc là một blog cá nhân. Ví dụ như công ty bạn quy mô nhỏ, bạn muốn show thông tin về thông tin công ty của mình và bạn có thể upload tài liệu lên để các nhân viên có thể download hoặc là các đối tác có thể tải các cái file dữ liệu về. Tuy nhiên chúng ta không có quá nhiều kinh phí để đầu tư cho một cái website như thế thì chúng ta có thể sử dụng Google Site. Hoặc là chúng ta muốn tạo thông tin cho lớp học của mình, vân vân, có rất nhiều ứng dụng về Google Site. Để bắt đầu sử dụng Google Site, điều đầu tiên bạn cần có một địa chỉ Gmail. Và trong trường hợp này, giả sử tôi đã có địa chỉ Gmail, tức là email, một địa chỉ email của Gmail. Thì tôi sẽ vào thanh địa chỉ và tôi gõ trang web site.google.com. Sau đó tôi enter. Thì đây là cái trang Google Site. Nó cho phép bạn tạo một cái website cho riêng mình. Bây giờ tôi sẽ đăng nhập vào cái tài khoản Gmail của tôi. Và tôi chọn sign. Như vậy là tôi có thể chọn chức năng để tạo mới một cái site của mình. My site là những cái site mà tôi đã có. Ở phía dưới này là những cái site tôi đã có. Bây giờ tôi sẽ tạo mới một cái site. Tôi chọn New Site. Thì ở đây nó sẽ có những cái mẫu sẵn. Bạn có thể chọn một cái gọi là blank template, tức là một cái site trống chưa có trang nào có sẵn. Do đó bạn buộc phải thêm các trang của mình. ProjectWildCard, tức là một cái trang theo mẫu có sẵn, nó đã định các cái trang, các cái nội dung. Bạn chỉ việc điều chỉnh các cái thông tin cho phù hợp với cá nhân mình. Classroom Site là một cái trang giống như là phục vụ cho giống như cho một lớp học. Một cái site riêng của một cái lớp nào đó. Thì các bạn sẽ chọn Classroom Site. Family Site thì giống như là một cái site ở gia đình mình giới thiệu đến bạn bè. Hoặc là các bạn có thể chọn Browser Gallery for More để chọn nhiều hơn, tức là nhiều cái mẫu có sẵn hơn. Thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một Blank Template, là bởi vì khi chúng ta tạo được Blank Template thì các cái project này, các cái mẫu này cũng đều có những cái cách tạo như thế, chỉ khác nhau ở phần trình bày cái bố cục và cái nội dung hình ảnh như thế nào cho phù hợp. Thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là Blank Template. Bây giờ ở phần Name Your Site, bạn sẽ đặt tên cho cái site của mình. Ví dụ như tôi đặt site là sau đó thì các bạn thấy là Your Site Will Locate ở đây nè. Cái địa chỉ đến cái site của bạn là đâu. Thì khi mà bạn tạo xong cái site này rồi thì bạn sẽ nhập địa chỉ là http://site.google.com/demo-on-CR1. Thì ở phần Choose a Theme, tôi sẽ hiện giờ đang có dấu cộng ở đây, tôi sẽ nhấn vào thì nó sẽ biến thành dấu trừ và nó liệt kê những cái theme có sẵn. Như vậy thì tôi sẽ duyệt qua và chọn cái theme nào là phù hợp với mình. Ví dụ như tôi chọn một cái site là Learn Default thì nó sẽ lấy cái mẫu, cái theme mặc định. Ở đây tôi sẽ nhập cái captcha, những cái chữ như thế này người ta gọi là captcha. Thì tôi sẽ phải nhập đúng những cái chữ như thế này và nếu nhập sai thì tôi sẽ không thể nào mà tạo cái sai được. Thì tôi sẽ tiến hành nhập. Bạn phải nhập đúng, lưu ý là bạn phải nhập đúng. Trong trường hợp bạn nhập sai thì Google sẽ cảnh báo cho bạn. Bây giờ giả sử như tôi nhập xong thì tôi sẽ chọn vào cái nút Create Site. Như vậy là bạn thấy nó báo là tôi nhập sai cái mã thì tôi sẽ nhập lại với cái mã khác. Tôi chọn Create Site. Và chúng ta sẽ đợi Google xử lý.
Như vậy là tôi đã vừa tạo ra được một cái site của mình. Thì với cái địa chỉ là http://site.google.com /demoonSEO1. Thì khi mà bạn gửi cái địa chỉ này cho bạn bè của mình thì họ có thể truy cập được cái website của bạn trên Google Site. Bây giờ thì hiện tại ta thấy là có một trang home, sitemap. Thì sitemap chính là cái bản đồ của trang web của mình. Nó sẽ liệt kê những cái trang trên website của bạn và bạn sẽ chọn những cái liên kết nào để đi nhanh. Điều đầu tiên, tôi sẽ chọn mục Edit Page để thay đổi nội dung của cái trang này. Tôi chọn Edit Page. Và bạn cũng sẽ thấy là có rất nhiều những cái hành động khác như là Create Page để tạo một cái trang mới hoặc là More Action có nhiều hoạt động hơn. Thì khi tôi chọn Edit Page thì cái trang của tôi nó hiện ra thì cho phép tôi thay đổi. Ví dụ như tôi thay đổi mục Home này, nó sẽ trở thành là trang chủ. Và ở phía dưới này thì tôi sẽ trình bày nội dung của mình. Về cái bố cục thì các bạn thấy là ở đây nó có một cái textbox ở trên là ô nhập liệu cho phần tiêu đề, phần ở dưới là nội dung. Trong trường hợp tôi muốn một cái bố cục khác thì tôi sẽ chọn phần layout và tôi chọn cái bố cục mà tôi muốn. Ví dụ như one column thì nó sẽ có một cái cột ở giữa, nó sẽ có một cột thôi, nhưng mà ở phía trên nó có một cái hàng và ở phía dưới cùng nó có một cái hàng. Hoặc là two column thì nó sẽ chia ở giữa thành hai cột, three column là ba cột, và left sidebar thì nó sẽ dịch về cái phần bên trái nó sẽ ít hơn, phần bên phải sẽ phình to ra như là cái hình minh họa. Thì trong trường hợp này thì tôi sẽ chọn là phần one column. Thì như vậy các bạn thấy là đây là phần top và nó sẽ bổ sung thêm những cái phần như là ở phía giữa này. Bố cục của tôi lúc này là một cái thanh ngang ở đây, một cái nội dung và một cái thanh. Thì ở phía trên này tôi sẽ chèn một số nội dung, ví dụ như chèn hình ảnh. Thì để mà chèn hình ảnh thì tôi sẽ chọn menu Insert. Và tôi cũng xin giới thiệu qua menu Insert này, chúng ta có thể chèn hình ảnh, chèn các liên kết. Table of Content chính là cái mục lục của cái trang. Space Listing là liệt kê những cái trang con ra. Và Horizontal Line đó là một cái đường kẻ ngang, ngăn cách. Ngoài ra bạn khi bạn kéo xuống thì bạn sẽ thấy là nếu như bạn sử dụng Google Docs thì trên website SEO1 cũng đã giới thiệu về sử dụng Google Docs, thì nó sẽ liệt kê cho bạn cái calendar là cái kế hoạch của bạn mà bạn đã tạo trong Google Docs. Document là những cái tài liệu, hoặc là map là những cái bản đồ mà bạn đã tạo. Picasa web slideshow chính là nó sẽ tạo ra những cái hình ảnh thay đổi liên tiếp mà bạn đã tạo trong cái album Picasa của bạn trên web. Presentation là những cái bản PowerPoint giống như trình chiếu PowerPoint. Spreadsheet là những cái bản Excel, vân vân. Thì ở phần video thì bạn có thể chèn những cái video trên trang YouTube hoặc là Google Video. Ở dưới đây thì nó sẽ có những cái gadget là recent post là những cái bài bạn đã post lên, bạn đưa lên gần nhất. Và tương tự những phần dưới đây thì bạn có thể chọn more gadgets để tìm hiểu thêm về những cái gadgets bổ sung. Gadget chính là những cái vùng, những cái vùng để cập nhật nội dung lên cho cái hiển thị đến người dùng. Thì ở đây thì tôi sẽ insert một cái bức ảnh chẳng hạn, thì tôi chọn insert email. Thì sau đó tôi sẽ chọn chức năng là upload email. Hoặc là nếu mà ảnh này ở trên mạng nào đó thì tôi sẽ check vào một web address và tôi nhập địa chỉ vô. Trong trường hợp này thì tôi sẽ upload lên, tôi chọn browser. Và sau đó tôi sẽ chọn cái hình nào mà tôi cần upload, ví dụ như sử dụng thanh công cụ toán học trong Word 2007, tôi chọn Open. Và sau khi chọn xong thì tôi sẽ chọn OK. OK để mà lấy hình. Đó, như vậy là các bạn thấy là cái hình của tôi đã được tải lên cái trang này. Thì bạn thấy là ở đây nó có một S, M và L. Tương tự với cái kích thước ảnh là Small, Medium và Large. Tôi chọn S thì bạn thấy là nó nhỏ. Hoặc nếu bạn chọn Original là một cái kích thước hiện tại của ảnh bao nhiêu thì nó sẽ để như vậy. Ở mục List thì các bạn thấy là chữ L là chữ Left là bên trái, chữ C là Center là ở giữa
và chữ R là right là bên phải. Wrap on hay off? Nếu bạn chọn on thì khi bạn nhập chữ thì nó sẽ ngắt cái chữ xuống. Thì để mà dễ dàng thì tôi sẽ nhập thử nội dung cho bạn thấy. Còn chọn chức năng remove thì chúng ta sẽ xóa cái hình này ra. Ví dụ như tôi chọn on wrap lên và tôi nhập nội dung. Như các bạn thấy là khi tôi chọn wrap là on thì cái chữ bài viết này thì tôi vẫn để ngang với ảnh được. Tuy nhiên khi chọn lại ảnh tôi chọn là off thì các bạn thấy là cái chữ này buộc phải xuống dưới phía ảnh mà không thể nào nằm trên đây được. Nằm trên cái vùng này được. Do vậy nếu bạn chọn chọn vô hình và chọn wrap on, bật lên bằng on là mở lên thì chữ nó sẽ khớp với, nó sẽ bo quanh cái hình này, như thế thì sẽ đẹp hơn. Phần ở dưới này thì tôi có thể chèn một cái nội dung gì tùy ý. Ví dụ như tôi đã có sử dụng Google Doc rồi và tôi muốn up tài liệu. Tôi đã up lên luôn rồi. Và bây giờ tôi sẽ lấy tài liệu đó hiển thị ra ngoài đây thì tôi sẽ chọn menu Insert. Và tôi chọn là Document. Thì nó sẽ tự động liệt kê những cái tài liệu mà tôi có sẵn để tôi chọn. Thì các bạn sẽ đợi nó tải về. Ở đây thì giả sử như tôi chọn copy of bài tập. Sau đó tôi chọn select. Thì các bạn sẽ thấy là cái nội dung của tài liệu này tôi để là hai, là cái chiều cao là bao nhiêu và chiều rộng là bao nhiêu. Thì nếu mà chúng ta để trống thì nó nói là mặc định để trống thì nó sẽ là full, tức là độ rộng 100%. Tôi chọn save. Như các bạn thấy là đây là cái nội dung của tôi. Và hiện giờ các bạn không được đọc được nội dung là bởi vì tôi đang ở chế độ design, chế độ thiết kế. Khi tôi chọn sale thì như vậy chúng ta sẽ xem được tài liệu. Ở mục dưới cùng này thì tôi sẽ nhập cái thông tin là như vậy. Thông thường thì những cái nội dung dưới cùng là chúng ta ghi về cái tác giả. Ta có thể canh giữa ở đây. Tôi chọn canh giữa. Và ở mục dưới này thì tôi có thể chèn một cái gì đó. Như tôi chọn Insert. Và tôi chọn Picasa Web Slideshow. Thì các bạn sẽ phải nhập địa chỉ cái album ảnh của mình trên Picasa Web. Việc tạo album ảnh như thế này thì bạn sẽ tìm hiểu ở một video khác. Giả sử tôi sẽ nhập địa chỉ album web của tôi lên. Như vậy đây là cái địa chỉ album ảnh của tôi trên Picasa. Bây giờ tôi sẽ chọn một autoplay, nó sẽ tự động nó chuyển ảnh. Và cái tiêu đề là gì? Và tôi sẽ chọn là cái kích thước ảnh trình chiếu là bao nhiêu. Thì tôi có thể chọn XLAN là 600 pixel. Tôi chọn save. Như vậy là cái phần Picasa này nó sẽ hiện lên ở phía trên luôn. Các bạn sẽ thấy là khi tôi mong muốn nó hiện ở mục này. Tuy nhiên thì khi insert vào thì nó lại hiện ở phần phía trên. Thì tôi có thể nhấn chuột vào cái Google Slideshow này và tôi nhấn phím Ctrl X, giống như là chúng ta thao tác cut copy chẳng hạn. Tôi chọn Ctrl X thì các bạn sẽ thấy là nó đã mất cái phần Google Slideshow rồi. Thì tôi cuộn xuống phía dưới này, tôi nhấn vào cái vùng này và tôi nhấn Ctrl V. Như vậy là các bạn thấy tôi đã bát cái phần Google Slideshow xuống một phía dưới này. Sau đó tôi chọn Save để xem lại kết quả của trang mình. Như vậy các bạn thấy là tôi đã tạo ra được một cái trang chủ. Ở đây thì chúng ta thấy là đây là nội dung trong cái file tài liệu Word của tôi đã up lên Google Doc. Rất là hữu ích khi mà chúng ta không phải nhập lại mà chúng ta lấy nguyên nội dung của cái file đó ra luôn. Phía dưới này là phần My Photo thì nó sẽ đưa ra những cái ảnh trong slideshow của tôi. Thì các bạn thấy là nó sẽ chuyển ra những cái ảnh như thế. Trong phần tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo những cái trang và nhập nội dung cho trang, sau đó tạo mục lục.